Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành kế hoạch đầu tư và thống kê. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương. Năm 2022, ngành kế hoạch đầu tư và thống kê đã thực hiện tốt vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối, điều phối điều hành kinh tế vĩ mô, chủ động phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực tài khoá, tiền tệ, tín dụng, đầu tư, thương mại và giá cả. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện. Ngành cũng đã chủ động phối hợp trong sửa đổi, xây dựng các luật, nghị định, quy định về đất đai, ngân sách nhà nước, xây dựng thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư, công tác lập, thẩm định quy hoạch, cũng như trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư công, làm tốt công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế liên kết vùng, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2022, ngành đã quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tích cực triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hình thành nhiều mô hình kinh tế mới. Năm 2022 là năm có số lượng đăng ký doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay, với trên 148.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng trên 27%, có trên 208.000 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại, tăng trên 30%, và gấp 1,45 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Ngành cũng đã cung cấp thông tin thống kê ngày càng đầy đủ, kịp thời, chính xác, khách quan và minh bạch, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các cấp các ngành, địa phương, nhất là về tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát, các cân đối lớn của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả trong năm 2022 của ngành kế hoạch đầu tư và thống kê, góp phần quan trọng vào thành tựu của đất nước. Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề lớn như việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao vẫn còn có nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hạn chế, lúng túng, công tác phối hợp chưa hiệu quả, công tác triển khai các quy hoạch còn chậm, công tác xây dựng, lập kế hoạch, giải ngân, triển khai, thực hiện, kiểm tra, giám sát đầu tư công. Vẫn còn những vướng mắc bất cập, ngành cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành kế hoạch và điều phối kinh tế vĩ mô. Năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành kế hoạch đầu tư và thống kê tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Cùng với đó, ngành tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, theo dõi việc thực hiện của các bộ, cơ quan địa phương trong việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh thoái vốn nhà nước theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan địa phương để xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu ngành đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định và phê duyệt toàn bộ các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo tinh thần quy hoạch phải đi trước một bước và mở ra không gian phát triển mới, có tính đồng bộ và liên kết cao, thực hiện quyết liệt hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng kinh tế xã hội, kinh tế tập thể, đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác thống kê, với quan điểm chủ đạo là thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và minh bạch. Thủ tướng Chính phủ tin rằng năm 2023, ngành kế hoạch đầu tư và thống kê tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đạt được nhiều thành tích, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, dự báo năm 2023, nền kinh tế nước ta sẽ đối mặt nhiều khó khăn thách thức, không chỉ từ những bất ổn về địa chính trị trên thế giới mà còn là những bất cập tồn tại của kinh tế trong nước sau những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% mà Quốc hội đã thông qua, đòi hỏi Chính phủ và các cơ quan liên quan nhận diện đúng các cơ hội, những khó khăn thách thức và đề xuất các chủ trương, chính sách thích ứng phù hợp, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, qua đó thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền vững theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra. Chính sách tiền tệ là tiếp tục phải thận trọng và có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là ổn định thị trường tiền tệ ngoại hối và đảm bảo thanh khoản của tổ chức tín dụng. Thì ở đây thì Ngân hàng Nhà nước sẽ phải điều hành một cách hợp lý và đồng bộ giữa các công cụ về giá như là lãi suất và tỷ giá, cũng như là về lượng như là tín dụng. Mục tiêu thứ hai nữa là phải đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng,
Năm 2023 này, cái yếu tố an sinh xã hội nên được đề cao hơn, dành nhiều nguồn lực hơn cho an sinh xã hội và thực thi nó bằng cách không phải xin cho. Cần được sự hỗ trợ, những cái sự thấu hiểu của chính phủ, những giải pháp mà chính phủ và các cơ quan bộ ngành đưa ra là hỗ trợ cho các doanh nghiệp là thiết thực nhất, và đặc biệt là về cái nguồn vốn để kinh doanh. Chúng ta phải tiếp tục kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối lớn. Thứ hai là đảm bảo bốn cái cân bằng. Một là cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng. Hai là cân bằng giữa kiểm soát cái lãi suất và điều hành lãi suất và tỷ giá. Ba là cân bằng giữa cân đối ngân sách và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Bốn là cân bằng giữa vốn đầu tư của nhà nước và tư nhân.